Mến chào quý vị khán giả đến với kênh của mình và mình là Thanh Xuân. Hôm nay mình sẽ ra bài hướng dẫn đếm nhịp bài ca người lính. Bài này phần chính mình sẽ chia làm 11 động tác chỉ thực hiện ở một tường. Và ngoài ra chúng ta sẽ có phần dạo nhạc đầu 3 động tác, dạo nhạc giữa 2 động tác và phần kết bài 2 động tác. Ở bài này các bạn chỉ thực hiện 2 lượt phần chính là chúng ta sẽ hoàn thành sau 7 ngày này. Trước tiên mình sẽ đi thật nhanh nhé. Tất cả các động tác này một lượt ở từ đằng trước và đằng sau. Và sau đó mình sẽ có phần hướng dẫn chi tiết. Bắt đầu vào bài, dạo nhạc đầu 3 động tác. Động tác số 1, chúng ta để người tại chỗ như thế này. Sau đó vào động tác số 2, vào sân khấu, đi vào sân khấu nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 nhịp thôi. Động tác số 3, xoay người về phía bên trái của mình góc 90 độ. Rồi sau đó chúng ta đưa tay xuống và vào phần chính. Động tác số 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Động tác 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Động tác 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi sau đó kéo chân phải về với chân trái để vào phần dạo nhạc giữa, chúng ta đưa tay lên như thế này. Phần dạo nhạc giữa hai động tác. Động tác số 1 cũng thực hiện giống như động tác 1 của phần dạo nhạc đầu, chúng ta cũng nhúng tại chỗ như thế này nhé. 16 nhịp. Rồi sau đó vào động tác số 2, dậm chân tại chỗ, bắt đầu chân phải. 13 nhịp. Chúng ta cứ dậm chân như thế này và kết thúc ở chân phải nhé. Sau khi kết thúc phần dạo nhạc giữa xong rồi, chúng ta sẽ thực hiện phần chính lần thứ 2. Và chúng ta sẽ vào phần kết bài. Phần kết bài, chúng ta sẽ đi lại cho mình hai động tác. Động tác số 10 và động tác số 11 của phần chính là các bạn sẽ hoàn thành xong bài nhảy này. Và bây giờ mình sẽ thực hiện cùng chiều. Động tác 1, nhún tại chỗ. Sau đó đến động tác số 2, đi vào sân khấu 11 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Động tác 3, xoay người. Sau đó đưa tay xuống vào phần chính. Phần chính 11 động tác. Động tác số 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Động tác 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Động tác 9. 1 2 3 4 5 6 7 8. Động tác 10. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 8. Động tác 11. 1 2 3 4 5 6 7. Rồi sau đó kéo chân phải về với chân trái, tay phải chào vào phần dạo nhạc giữ bài hai động tác. Động tác số 1 và 2 giống động tác số 1 và 2 của phần dạo nhạc đầu nhé, nó chỉ khác ở số nhịp thôi. Đứng chân tại chỗ 11 nhịp nhé. Rồi, đây là động tác số 1. Và động tác số 2, dậm chân tại chỗ, bắt đầu chân phải 13 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và kết thúc ở chân phải nhé. Nhịp số 13 là kết thúc ở chân phải. Khi kết thúc phần dạo nhạc giữa xong rồi, chúng ta sẽ lặp lại phần chính lần thứ 2 cho mình nhé. Rồi sau đó chúng ta sẽ vào phần kết bài. Phần kết bài các bạn đi lại cho mình hai động tác số 10 và động tác số 11 là các bạn sẽ hoàn thành xong bài nhảy này. Chính 11 động tác số 1 2 câu. Câu 1, chúng ta dậm chân tại chỗ, 4 nhịp đầu tiên bắt đầu chân phải và hai tay chúng ta nắm chặt, chúng ta đẩy sang bên phải trước nhé. 1 2 3 4 là kết thúc ở chân trái. 4 nhịp tiếp theo, bước qua bước về bắt đầu chân phải, hai tay chúng ta để sau lưng nhé. 5 6 7 8 kết thúc ở chân phải. Xong câu số 1. Câu số 2, nhịp chân đi giống câu số 1 các bạn nhé, chỉ khác nhịp tay ở 4 nhịp sau cùng. Chúng ta lại dậm chân tại chỗ 4 nhịp đầu tiên. 1 2 3 4. 4 nhịp sau, khác động tác tay, chúng ta để hai tay ở vai. 5 6 7 8 kết thúc ở trên phải. Các bạn thực hiện lại hai câu này của động tác số 1 nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8. Câu 2. 2 2 3 4 5 6 7 8. Động tác số 2, một câu 8 nhịp. Bắt đầu trên phải, các bạn đẩy lên nhé. Đẩy lên rồi kéo về hai nhịp đầu này. 1 2. Tay các bạn giữ nguyên tư thế nhé. 3 4 hai nhịp sau lại đổi bằng chân trái. Cứ đẩy lên kéo về. 4 nhịp tiếp theo làm giống 4 nhịp đầu tiên. 5 6 7 8. Thực hiện lại động tác số 2. 1 2 3 4 5 6 7 8. Động tác số 3. Bắt đầu chân phải, đi về phía bên phải của mình, đi ngang nhé. Hai tay các bạn đẩy sang phía bên trái của mình trước. 1 2 đẩy lên rồi là hạ xuống. 3 4 đẩy ngang tay thôi nhé. 4 nhịp tiếp theo đi ngược lại về phía bên trái và hai tay các bạn đánh sang phía bên phải. 5 6 7 8 kết thúc bằng chân phải. Chúng ta thực hiện lại động tác số 3. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện lại 3 động tác. 1 2 3 nhé. Động tác số 1. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 8. Động tác 2. 1 2 3 4 5 6 7 8. Động tác 3. 1 2 3 4 5 6 7 8. Chuyển vào động tác số 4, các bạn sẽ đi đúng một vòng tròn về phía bên trái của mình nhé. 7 nhịp thôi. Rồi chúng ta sẽ đưa hai tay đẩy sang phía bên trái cao qua đầu. 1 2 3 4 5 6 7 là kết thúc ở chân phải và hai tay các bạn từ từ đưa xuống phía dưới sang phía bên trái nhé. Thực hiện lại động tác số 4. Bắt đầu chân phải này.
Đây, các bạn xoay nhé. Đánh hai tay sang phía bên trái lên cao này. 1 2 3 4 5 6 7 là chúng ta hạ tay xuống. Như thế này, chúng ta vào động tác số 5. Động tác này có hai câu. Hai câu này thì giống hệt nhau nhé. Rồi, tiến thẳng lên phía trước, bắt đầu chân phải. Hai tay chúng ta vuốt lên phía trước của mình nhé. 1 2 3 4. Nhịp số 4 kết thúc ở chân trái, hai tay bắt chéo ngang ngực nha. Rồi, bốn nhịp tiếp theo lại bắt đầu chân trái lùi. Và hai tay chúng ta mở sang hai bên xuống dưới. 5 6 7 8 kết thúc ở chân phải. Sau đó lặp lại lần 2 như vậy, câu 2 này. 2 2 3 4 5 6 7 8 kết thúc chân phải. Động tác 5 cùng chiều, 4 nhịp đầu, tiến thẳng bắt đầu chân phải. Hai tay đẩy từ dưới lên trên nha. 1 2 3 4, hai tay là các bạn bắt chéo vào ngực của mình đó. Rồi 4 nhịp sau lùi, bắt đầu chân trái, hai tay mở sang hai bên. 5 6 7 8 kết thúc ở chân phải. Câu thứ hai giống như vậy, tiến bằng chân phải trước này. Hai tay từ từ chúng ta sẽ đưa lên phía trước, áp chéo qua ngực nhé. 2 2 3 4 kết thúc ở chân trái, rồi lại lùi bắt đầu chân trái. 5 6 7 8 kết thúc ở chân phải. Tư thế này vào động tác số 6, một câu 8 nhịp thôi. Bước qua bước về nhé, bắt đầu chân phải. Và tay trái chúng ta sẽ để thẳng xuống, tay phải chúng ta sẽ áp vào ngực trái nhé. Và bắt đầu chân phải này. 1 2 3 4 5 6 7 8. Các bạn cứ bước qua bước về bắt đầu chân phải của mình thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào động tác số 6, bước qua bước về bắt đầu chân phải này nhá. Tay phải áp vào ngực trái, tay trái chúng ta để thẳng nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8. Câu này rất đơn giản nhé, kết thúc ở chân phải. Mình thực hiện lại 3 động tác 4 5 6 nhé. Động tác 4 này. 1 2 3 4 5 6 7. Động tác 5. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 8. Động tác 6. 1 2 3 4 5 6 7 8. Thế này chúng ta sẽ chuyển sang động tác số 7. Động tác này sẽ có hai câu đi ngược nhau các bạn nhé. Rồi, mình thực hiện ở từng này trước này. Bắt đầu chân phải. Hai tay đẩy sang bên phải trước. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nhịp 7 8 là kết thúc ở cùng một chân. Hai tay chúng ta bỏ xuống. Và câu số 2 đi ngược lại, bỏ bớt đi một nhịp, chỉ có 7 nhịp thôi nhé. Hai tay đánh sang bên trái, bắt đầu chân trái. 2 2 3 4 5 6 7. Động tác 7 cùng chiều, bắt đầu chân phải này, đẩy lên phía trước của mình, hai tay đánh sang bên phải nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nhịp 7 8 kéo hai tay xuống, kết thúc cùng một chân phải. Thực hiện lại lần nữa này, câu số 1. 1 2 3 4 5 6 7 8. Câu số 2 bắt đầu chân trái ngược lại của câu số 1 nhé. Hai tay đánh sang phía bên trái của mình trước. 2 2 3 4 5 6 7. Câu số 2 các bạn bỏ bớt đi một nhịp, chỉ có 7 nhịp thôi nhé. Động tác số 7 hoàn chỉnh. Câu 1. 1 2 3 4 5 6 7 8. Câu 2. 2 2 3 4 5 6 7. Sau đó chúng ta vào động tác số 8. Động tác này hai câu giống hệt nhau nhé. Bắt đầu chân phải. Chúng ta sẽ đẩy sang phía bên phải của mình, hai tay chúng ta sẽ đẩy sang bên trái nhé. Ngửa lòng bàn tay xuống phía dưới. 1 2 3 4 là kéo về. 4 nhịp tiếp theo là ngược lại. Bây giờ đến chân trái, hai tay đánh về phía bên phải. 5 6 7 8 là kéo về.
Câu thứ hai giống như vậy. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vào động tác số 9 từ tư thế này. Động tác này các bạn đi hình của trán 2 lần nhé. Chỉ có một câu 8 nhịp thôi. Bắt đầu. 1, bắt đầu chân phải, các bạn bước chéo về phía bên trái, hai tay chúng ta nắm chặt đánh sang phía bên phải trước. 2, lại đẩy chân trái chéo qua chân phải. 3, lại đẩy hai tay sang phía bên phải. 4, hai tay bên trái. Lặp lại lần nữa. 5, 6, 7, 8 là kéo hai tay về. Thực hiện lại động tác số 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta thực hiện lại 3 động tác 7, 8, 9 này. Động tác số 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Động tác 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vào động tác số 10, hai câu động tác chân đi giống hệt như nhau, chỉ khác động tác tay các bạn nhé. Rồi đi ngang về phía bên phải của mình 4 nhịp đầu tiên, tay trái ở sau lưng. Và tay phải các bạn đừng bước ngửa sang phía bên phải của mình nhé. Rồi bắt đầu này. 1, 2, 3, 4. Kết thúc ở chân trái. 4 nhịp tiếp theo đi ngược lại. 5, 6, 7, 8. Ngược cả chân lẫn tay các bạn nhé. Là xong câu số 1. Câu số 2, động tác chân giống như vậy, chỉ khác động tác tay thôi. Chúng ta sẽ đẩy tay trái lên sang phía bên phải của mình. 2, 2, 3, 4. Rồi đi về phía bên trái, đẩy tay trái lên. 5, 6, 7, 8. Mình thực hiện lại động tác số 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó vào động tác số 11. Động tác này chỉ có một câu 7 nhịp thôi nhé. Giờ bước qua bước về, bắt đầu chân phải. Hai nhịp đầu tiên các bạn sẽ đẩy hai tay vuốt chéo con mắt của mình nhé. Rồi bắt đầu này. 1, 2 là buông hai tay xuống. 3, 4. 4 nhịp tiếp theo là ngược lại. 5, 6, 7. Đấy, câu này chỉ có 7 nhịp thôi nhé. Kết thúc ở chân trái. Động tác 11 cùng chiều. Bước qua bước về, bắt đầu chân phải này. Hai nhịp đầu, hai tay chúng ta sẽ vuốt chéo qua mắt. 1, 2 là chúng ta kéo hai tay xuống. 3, 4 bước về phía bên trái. Rồi các nhịp tiếp theo làm giống như vậy. 5, 6, 7. Bỏ bớt đi một nhịp, kết thúc ở chân trái của mình. Phần chính hoàn chỉnh. Động tác số 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Động tác 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Động tác 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 10. 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Động tác 11 1 2 3 4 5 6 7 Sau đó chúng ta kéo chân phải về chân trái để vào phần dạo nhạc giữa bài. Phần dạo nhạc đầu và phần dạo nhạc giữa bài thì mình đã đếm nhịp ở phần đếm nhịp nhanh rồi. Mình sẽ không hướng dẫn ở phần đếm nhịp chậm nữa. Ở trong bài này thì chúng ta sẽ thực hiện hai lần phần chính là chúng ta sẽ hoàn thành xong bài nhảy này. Phần dạo nhạc đầu và phần dạo nhạc giữa bài thì mình đã đếm nhịp ở phần đếm nhịp nhanh rồi nhé. Phần kết bài thì các bạn đi lại cho mình động tác số 10 và động tác số 11 là các bạn sẽ hoàn thành xong bài nhảy này. Vậy bài hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.